chào tất cả mọi người. Hôm nay thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Duy Dân đến một buổi chụp hình cho cái MV sắp tới. Thì MV sắp tới sẽ có những gì, có kịch bản gì thì mọi người sẽ được một mí sau vài ít phút. Bây giờ theo chân Duy Dân nha. Đường hôm nay thì hôm nay là thứ sáu cho nên là vẫn còn đông xe đó, như mọi người có thấy đó, cung đường hai người em đang mới qua cầu Kinh Đẻ đó. Đây là bên trái, nếu mà đụng bên này mà mình đi thẳng là sẽ bị phạt, phải chuyển làn đó thì đúng quy định nha. Đây giới thiệu mọi người chú khỉ, bạn thân nhất của Duy Dân, nào cho xe Duy Dân con này hết á, thấy dễ thương không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái ngã tư dòng thôi. Đây chúng ta để trái. Tới nha mọi người.
Trời ơi. Đó. Họ diễn hôm nay cái gì ăn mai? Cái belly. Rất là dễ thương và xinh xắn nha mọi người. Cái rất là ngoan. Nhưng có điều là hơi y bảy thôi. Của bạn Rin Trần. Đây thì còn đang studio của Nina. Nina Rin Trần thuê để chụp hình đi ăn ngày hôm nay. Đó. Ngoan đi con, cười ghé coi. Cho khán giả coi kìa. Đó. Đó, nó cười đó mọi người. Cười đấy. Cười lên cho vui. Cười nghe âm răng. Dù cho có lỗ nhưng vẫn cười cho vui. Đó. Searching for a way through. Spell double name. My eyes see your face. Searching for a way straight through. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Di Dân vừa xong cái shoot để chụp ảnh một cái dự án sắp tới. Thì bây giờ là chụp xong rồi. Thì tất cả sẽ được bật mí trong những ngày sắp tới. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ chờ xem sản phẩm, những sản phẩm sắp tới của Di Dân. Sản phẩm comeback lần này Di Dân đặt rất là nhiều tâm huyết. Cho nên là hy vọng là món quà tinh thần này sẽ gửi tặng cho tất cả các bạn và tất cả các khán giả yêu mến Di Dân trong thời gian vừa qua. Cảm ơn với tất cả mọi người luôn nhảy theo ủng hộ Di Dân để Di Dân có thể lấy đó là động lực và chăm chỉ hơn, cố gắng hơn trong con đường sự nghiệp ca hát của Di Dân. Và bây giờ thì chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ.